3695 đó. Nó báo lỗi như thế nào? Thì đó, thì anh cứ hỏi đây, còn cái chuyện mà anh nói là chuyện đúng hay sai? Anh cứ báo cho hay giống như là một cái thông tin. Thì tôi nói với anh, tôi nói với anh vẫn bao che. Đó, thằng Triều nói với tôi á là khi dừng xe tôi là báo tôi lỗi xe làng. Đó, tôi nói với anh vậy, báo lỗi xe làng, sau đó khi tôi kêu lập biên bản thì lập biên bản cho tôi là lỗi không tuân thủ biên báo. Mà anh biết lỗi xe làng với lỗi không tuân thủ biên báo là như thế nào không? Chênh lệch như thế nào không? Đó. Đó, cho nên là anh bao che cho nó như vậy, cho nên là tôi mới nói tôi không thèm nói cái chuyện của thằng chiếc xe kia. Còn chiếc xe kia tôi cũng có đủ căn cứ để tôi làm đơn cho mấy anh, chứ không phải không có đâu. Anh nói tôi bao che, anh hãy xem xét lại nè. Tôi bản thân tôi rất là cầu thị đối với anh. Hôm trước anh lên tôi đã nói rồi, là tôi nói với anh nè, anh sẽ viết cho tôi một cái báo cáo cái sự việc diễn ra đó để tôi biết cái căn cứ từ đó. Anh không nói gì, anh muốn biết gì tôi thì không phải kêu anh viết để làm gì đâu. Tôi nói thẳng anh đó, để đó là hôm trước tôi đã giải thích cho anh rồi. Hôm đó tôi kêu anh viết để tôi so sánh cái báo cáo của lính tôi phải xem xét ở hai góc độ, chứ tôi không thể nào nghe nó báo cáo được. Nếu như tôi nghe một chiều nó báo cáo là anh nói tôi bao che cho lính tôi, bây giờ anh cứ nói là tôi bao che, anh đừng có nói để tôi không đồng ý. Còn tôi cũng yêu cầu anh thì thôi, anh không, cái đó là quyền tự do anh không biết thôi. Tại vì tôi muốn anh biết để mà tôi xem là ở giữa cái tường trình của anh cái diễn biến sự việc với lại cái lính tôi là nó có cái gì đó để tôi biết tôi làm việc. Cái sự việc đó là của người khác. Cho nên là tôi là cái vụ còn cái chuyện đó tôi nói với anh là được rồi, anh hỏi lại chỗ lớn anh, còn anh muốn thì tôi chứng minh cho anh thấy luôn. Anh muốn chứng kiến cái này anh để đi dọn. Tôi giữ bản nào? Anh muốn giữ bản nào cũng được, tại anh. Nào, xuất cái bản nào. Rồi bây giờ tôi sẽ chưa anh em quyết định trả lại giấy tờ với biên bản một cái hồ sơ rồi đâu còn giữ qua bên đó còn đó rồi. Để cán bộ em nó qua nó cho anh cái này.
Rồi. Ông kêu Dũng nó qua còn cái biên bản. Biên ảnh còn một cái ký một cái biên bản nhận lại giấy tờ. Rồi vậy để cho anh ký chứ. Có, ừ, có cái biên bản cái quyết định rồi nó có biên bản đây là biên bản thì anh có nhận lại cái biên bản tạm giữ tạm vật phương tiện không? Ừ. Anh có nhận cái biên bản, anh có đề nghị nhận cái biên bản tạm. Có quyết định. Quyết định thôi. Giống như mình trả giấy tờ cho người ta rồi đó thì mình có biên bản gì để cho có ký nhận người ta ký nhận xác nhận. Đây cái trong cái quyết định này nè, cũng báo cho anh là hiện nay là để cấm cái ngày. Thì anh cứ. Có nghĩa là đúng ra là tôi trên, tôi không biết anh lên ngày nào. Mà đáng lẽ ra là tôi sẽ đáng lý là vừa qua ngày hôm sau là anh tới nhận là tôi nghe cái đó, nhưng mà giờ anh tới hôm nay anh giải quyết, tôi trả hôm nay tôi ghi ngày hôm nay thôi nha. Thì cái đó là quyền của anh muốn ghi là nào anh ghi, chứ còn anh thay quyền luôn ông Phương Phó Phòng không có thay ở đây là không phải thay đâu, tại vì tôi đã xin ý kiến lãnh đạo tôi rồi, tôi không biết anh lên ngày nào cái giấy mời thì nó lúc nào nó tới hay nó không tới. Thì tôi muốn là để khi nào trực tiếp anh lên tôi trả anh ngày nào thì tôi sẽ xin ý kiến. Thì anh cứ làm, anh làm thì đúng rồi thôi, tôi không có nói gì đâu. Giấy tờ của anh giao tôi, anh làm sao anh làm, tôi làm gì được. Biên bản thì nếu đã lập biên bản thì tôi phải có một bản nha. Không, cái biên bản này là anh biên bản bất cứ biên bản nào cũng vậy. Anh nhận biên bản photo không? Hả? Có biên bản photo không hay là anh không thì cứ ghi nhận đó đi. Anh cứ đi photo vô rồi tôi mới ký, hiểu không? Photo là mình ký sống, biên bản thì nó tất cả các cái biên bản nó đều là phải là như vậy. Còn cái quyết định tạm giữ với lại cái quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ đâu? Bây giờ tụi tôi thôi. Ủa trong này không có cái lý do trả giấy tờ hả? Cái biên bản này nè. Hôm nay là anh chỉ nhận lại cái giấy tờ thôi. Biên bản này là coi như anh đã có nhận lại giấy tờ, xác định là anh có nhận lại giấy tờ. Không, tôi nhận thì nó phải có lý do rõ ràng chứ con. Cái đề xuất với biên bản làm việc của em nha anh không, không tất cả các cái giấy tờ này bây giờ hiện tại này tôi nói anh nè,
trong cái quyết định cũng không có lý do trả giấy tờ cho tôi. Đó. Tôi nói ra nè, trong cái biên bản trả giấy tờ cho tôi cũng không theo có. Mẫu theo quy định của thông tư nó có bao giờ nó có. Cái này anh in ra mà theo mẫu nào? Không, đây nè, theo cái mẫu. Cái này anh in ra mà. Quyết định là theo mẫu mà anh. Ồ, cái này thì in ra theo mẫu nhưng mà anh in ra. In ra nhưng mà cái lý do để tôi trả cái này cho anh thì nó nằm ở trong cái biên bản làm việc và có tôi có một cái đề xuất, anh hiểu không? Cái đề xuất đó thì tôi không biết. Đó. Tôi trả cho anh, tôi trả cho anh là không có ra quyết định xử phạt. Đó, đây là đề xuất thứ nhất. Thứ nhất là tôi không ra quyết định xử phạt thế này. Lập biên bản cho máy rồi quyết định trả lại giấy phép lái xe đối với anh. Đó. Ừ. Rồi. Còn ý nữa là rồi chúng tôi sẽ tổ chức coi như là kiểm điểm phê bình gì anh em nào mà làm sao. Không, nhưng mà riêng cái đó là cái chuyện của mấy anh, còn của tôi á là tôi theo tôi cái vấn đề của tôi á là khi mà anh trả giấy phép lái xe cho tôi thì phải có lý do trả đàng hoàng. Lý do trả thì tôi đây nè, lý do trả đây là tôi không ra quyết định. Ở trong đây chứ còn cái biên bản này á, thứ nhất là anh phải nó là như thế rồi. Đúng, biên bản gì mà quá trời đi mà ghi có. Còn cái mấy tờ khống này là cái gì? Tờ khống anh. Thì ở đây á là cái biên bản này là biên bản đúng không? Thì anh phải có hai bên có ý kiến của tôi đó, lập biên bản. Còn cái giấy mà giấy cái biên quyết định là đã kia là đã có ý kiến anh là tôi đã làm biên bản làm việc anh hết rồi đúng không, thống nhất rồi. Còn cái biên bản này chẳng qua là để chứng minh là anh đã nhận lại giấy tờ vậy thôi đó. Còn cái chuyện mà lý do là anh nhận lại giấy tờ, lý do làm sao đã nó có trong văn bản hết. Trước mắt cái là tôi có quyền ghi vô đây đúng không? Sao anh ghi vậy? Tôi ghi vô là lý do trả giấy tờ xe tôi. Đó, đó là lý do anh trả giấy tờ xe anh, cái quyền của anh. Nhưng mà anh xác nhận anh đã nhận lại biên bản. Phải đúng rồi. Nhận lại cái giấy phép lái xe. Còn ghi cái lý do của anh thì cứ ghi. Không mà cái này anh ký rồi là làm sao mà có được hai bản? Thì bây giờ anh ghi xong rồi em photo cho anh bản, nó cũng y chang giống vậy thôi. Sao y chang được, cái giấy mà giấy photo thì không có giá trị gì. Nhưng anh... mà nó là chữ của anh ký lên trên đó, không lẽ không có giá trị? Không có giá trị. Kể cả cái quyết định là anh giao quyết định cho tôi cũng không có giá trị. Nếu anh photo chúng tôi in ra thì chỉ có là một bản. Cái này nó cũng biên bản mà sao anh in ra một bản? Cái biên bản anh đi làm việc anh thấy tới 3 bản luôn, đâu phải một bản. Không, ý và cái biên bản trả lại tao còn không tiện nè. Biên bản nào cũng vậy, riêng biên bản thì nó phải có hai một bản anh không phải. Cái này là cái ba liên này là cái quyết biên bản xử phạt nó khác. Còn cái này biên bản để khi nào anh lên anh xử phạt. Anh lên xử phạt xong anh nhận lại giấy tờ. Xác nhận cho anh là ngày đó giờ đó anh đã có nhận lại giấy tờ đầy đủ là được. Mai mốt anh không có lên. Cái này chẳng qua tôi nói anh đó.